Thủ tướng Nhật Bản viếng thăm ngoại giao Thái Lan nhằm thúc đẩy gia tăng hợp tác kinh tế. Kính thưa quý vị, tin từ Bangkok, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có buổi thảo luận riêng biệt với Thủ tướng Chirag Shinawatra nhằm để bàn thảo các chương trình hợp tác kinh tế đối chọi lại Trung Cộng đang giành quyền ảnh hưởng kinh tế trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản sẽ viếng thăm 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan là chặng dừng chân đầu tiên. Thủ tướng Abe đánh giá Vương quốc Thái là một trong những quốc gia với tỷ lệ phát triển kinh tế nhanh nhất trong khu vực. Song song đó, thì Thủ tướng Abe cũng đang tìm sự hậu thuẫn, tạo các đối tác quân sự nhằm đẩy quân bằng lực lượng quân sự tại Thái Bình Dương trước sự lấn áp từ Trung Quốc giành chủ quyền tại Biển Đông. Tình hình căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Cộng ảnh hưởng trực tiếp đến các chương trình hợp tác mậu dịch kinh tế giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, thì Nhật vẫn đóng vai trò chủ chốt để tạo sự ảnh hưởng phát triển kinh tế tới các quốc gia trong khu vực. Thủ tướng Abe dành chuyến viếng thăm đặc biệt tại bệnh viện Sirijay, nơi mà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej, 84 tuổi, đang chữa trị căn bệnh máu tồn đọng trong não. Sức khỏe của nhà vua đã được phục hồi. Thủ tướng Abe hy vọng là Vương quốc Thái Lan sẽ thắt chặt các chương trình hợp tác kinh tế nhằm để đẩy mạnh quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Vấn đề nhạy cảm đang giành chủ quyền tại Biển Đông cũng là một trong những đề tài bàn thảo quan trọng trong chiến lược hợp tác quân sự tạo thế quân bằng với Trung Cộng.